câu chuyện nhọc nhằn về dự luật tiền điện tử của Panama được cho là sắp bước sang một chương mới, với việc tòa án tối cao của quốc gia này sẽ quyết định tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử địa phương. Vào ngày 26 tháng 1, Tổng thống Panama Laurentino Cortizo đã gửi luật về tiền điện tử được thông qua vào năm ngoái lên tòa án cấp cao để xem xét. Sau khi tuyên bố rằng chúng vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của hiến pháp và không thể thực thi được, theo một tuyên bố chính thức, văn phòng tổng thống coi các điều 34 và 36 của dự luật là không thể thi hành vì chúng vi phạm sự phân chia quyền lực của nhà nước và thiết lập các cơ cấu hành chính trong chính phủ. Bên cạnh đó, tổng thống Cortizo cũng lập luận rằng dự luật đã được thông qua bởi một thủ tục không đầy đủ sau khi ông phủ quyết một phần dự luật vào tháng 6. Tòa án tối cao sắp tới sẽ phải quyết định xem có nên tuyên bố dự luật 697 là không thể thi hành hay chấp thuận nó với các sửa đổi. Độ khó BTC tiếp tục đạt ATH mới, tăng cường bảo mật mạng. Độ khó BTC đã tăng đến 4,68% trong lần điều chỉnh tích cực lớn thứ hai trong hơn một năm, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Độ khó ngày càng cao hơn đồng nghĩa với việc blockchain sẽ an toàn hơn vì cần nhiều năng lượng hơn để có thể tấn công mạng. Ngoài ra, việc khai thác các khối mới cũng trở nên khó khăn hơn khi độ khó tăng lên đối với tỷ lệ băng toàn cầu. Sự tăng trưởng của giá BTC trong những tuần gần đây sẽ góp phần làm giảm bớt nỗi sợ hãi của nhiều thợ đào, vì phần thưởng BTC mà họ nhận được sẽ có giá trị cao hơn. Sau khi một số công ty khai thác nộp đơn xin phá sản hoặc tái cấu trúc trong thị trường giá xuống, thì đợt tăng giá này được xem là một thời gian nghỉ ngơi rất cần thiết cho các công ty khai thác. Người đồng sáng lập mạng Tron, Justin Sun đã bắt đầu một năm mới với những tham vọng đầy lớn lao khi đặt mục tiêu làm cho mã thông báo gốc TRX của Tron trở thành tài sản hợp pháp tại 5 quốc gia trong năm nay. Trong một tweet gần đây, Sun cho biết điều quan trọng là phải thoát ra khỏi vỏ bọc Hoa Kỳ để TRX có thể được thông qua như một tài sản hợp pháp. Vì theo Sun, mặc dù Hoa Kỳ có thể là người chơi chính trong thế giới tiền điện tử, nhưng đây không phải là quốc gia duy nhất để có thể phát triển tiền điện tử. Bên cạnh đó, ông chủ Tron cũng nhấn mạnh rằng nếu phần còn lại của thế giới chấp nhận TRX làm tài sản hợp pháp, thì Hoa Kỳ cũng sẽ có động thái tương tự. Do đó, điều quan trọng là phải làm việc trên quy mô toàn cầu và xây dựng quan hệ đối tác với các chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Theo Sun, việc chấp nhận TRX làm tài sản hợp pháp giữa các quốc gia sẽ làm tăng tính hợp pháp và việc sử dụng tiền điện tử. Đồng thời, việc áp dụng ngày càng tăng không chỉ mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái mà còn thúc đẩy nhu cầu về TRX, khiến giá của nó tăng lên. Được biết, vào tháng 10 năm 2022, Khối Thịnh Vượng Trung Dominica đã thông qua TRX và 6 loại tiền điện tử dựa trên Tron khác làm tài sản hợp pháp. Bitcoin tiếp tục bùng nổ hướng tới ngưỡng 25.000 đô la Mỹ. BTC tiếp tục chuyển động tích cực trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch tại 23.648 đô la vào 9 giờ 30 phút sáng nay, tăng 2,7% trong ngày. Kể từ ngày 25 tháng 1, các mức kháng cự đã được hình thành xung quanh 23.800 đô la, 24.500 đô la và 25.000 đô la. Hiện tại, mức kháng cự tiếp theo vẫn nằm trong mục tiêu hướng tới của các trader. Trong một tweet gần đây, trader nổi tiếng Zipto Tony cũng cho biết rằng mục tiêu BTC chạm mức 25.000 đô la đang đến gần. Bên cạnh đó, Tony cũng đang mong đợi những chuyển động tích cực hơn đối với các altcoin trong vài tuần tới, trong bối cảnh vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng thể đang được thiết lập lại để chạm mức kháng cự trên mốc 1.000 tỷ đô la. Ở mức giá hiện tại, BTC có thể sẽ kết thúc tuần ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 8, với mức tăng 42,5% trong tháng 1 tính đến 9 giờ 30 phút sáng nay. Đây sẽ là tháng 1 sinh lời cao nhất của BTC kể từ năm 2013, theo dữ liệu từ Coinlex. Nhóm hacker được hậu thuẫn bởi chính phủ Triều Tiên đứng sau vụ tấn công cầu nối Harmony được cho là đang tiếp tục cố gắng tẩu tán tài sản đã đánh cắp vào tháng 6. Theo dữ liệu on-chain được tiết lộ gần đây bởi chuyên gia blockchain ZXBT, vào cuối tuần qua thủ phạm đã di chuyển hơn 17.278 ETH trị giá khoảng 27 triệu đô la. Theo ZXBT, số tài sản đã được chuyển đến 6 sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, với 3 địa chỉ chính đã thực hiện các giao dịch. Cho đến nay, các sàn giao dịch đã được thông báo về việc chuyển tiền và một phần tài sản bị đánh cắp đã bị đóng băng. Chuyên gia này nói thêm rằng các chuyển động mới nhất rất giống với các chuyển động được thực hiện vào ngày 13 tháng 1, khi hơn 60 triệu đô la đã được rửa. Số tiền đã được chuyển đi vài ngày sau khi Cục Điều tra Liên bang xác nhận Lazarus Group và APT38 là tội phạm đứng sau vụ hack 100 triệu đô la của Harmony.